dỡ được như này mọi người. Ba cái à. Có một cái à, không có con nào là như là bị dỡ. Không có một con luôn. Cái rô này nó nhanh thiệt. Không để vô cái này nó bay ra liền. Con cua này. Cua nó bò ra không? Đây con cua nữa. Cua đồng chính hiệu nè. Này ruộng xới hết trơn mọi người. Tiếp tục bị dở mấy cái lọp. Được, khó đi quá. Ủa sao bị tóc anh chị? Không biết có ai dở ké không sao thấy tên rồi. Cầm dưới. Cái này sẽ có không nè, cái đường kia bị ai dở không có con nào luôn. Người quá trời luôn nè, đen hết trơn. Đây nè, thấy đã chưa, quá trời cái sạch ông nội ơi. Đen hết trơn. Cái này cỡ hơn 1 kg cá sặc luôn á. Hết hồn chưa? Quá trời cá. Cá sặc không có gô mấy con à. Quá chừng luôn mọi người. Đây cái này coi được mớ cá nè mọi người. Quá trời luôn. Ghê không? Đóng luôn. Hết hồn luôn. Nhiều hơn cả ký luôn á. Thơm mưa nè. Quá trời quá thật. Ôi. Đã. Đây nè mọi người. Mới cái đầu tiên thôi nè. Đây còn có ký cái sạch rồi nè. Hết hồn chưa? Cá sặc không? Hai con cá rô. Quá là cá sặc luôn. Đây cái lạp chỗ này nè mọi người. Mấy bữa trước giờ là dính cá nhiều nhiều chỗ này không? Mà không biết có dính cá nhiều không mọi người cùng theo dõi nha. Hy vọng dính cá nhiều nữa đi. Thôi đổ thôi. Cua đồng. 5 con cua đồng. Cái này dính cá, ít dính cua rồi nhiều. Đây, đâu phải mỗi cái mà dính nhiều đâu. Mỗi cái mà dính nhiều. Chắc đã luôn. Cá dính cái này, cá dính cái kia. Cua mấy con cua này khó xuống như vậy. Xuống mày. Mày không chịu ra là không chịu ra ha. Còn con nữa nè. Ôi, dùng tay bắt mày luôn. Nhưng mà không chịu ra nữa. Nó kẹp đứt lưới luôn mình luôn rồi nè. Đứt lưới cho mày gãy càng luôn. Cái này mọi người. Cái này toàn dính cua không, cá ít cua nhiều. Đây cái nó mọi người nè, mọi người
Cái này đặt ngay trong ống bụng là chưa là thấy có cá chết nổi kìa. Tuy nó không, cái lờ nó không có hỏng đến mặt nước nên cá nó vô nó ngợp chết rồi. Vô như là chết hết nhiều. Hồi này nay Tết chứ ta. Rồi cái đực có mấy con rồi mọi người. Con chích queo chưa? Còn trên ruộng thêm mấy cái dớn mà lên ruộng mình đổ luôn nha mọi người. Mọi người tiếp tục theo dõi nha. Ganh này đi lên là té như chơi vậy. Nhỏ mà trơn. Này nước quá trời nước rồi. Hôm mưa lớn này nước quá chừng. Mày thấy im ghê biết có gì không? Thấy im ghê. Không. Sạch không à? Rồi sáng mình dỡ được như đây mọi người. Ba cái à. Có một cái à. Không có con nào là như là bị dở. Không có một con luôn. Con cá rô này cũng nhanh thiệt. Để vô cái là nó bay ra liền. Cá sặc nhiều hơn. Còn là cá sặc không. Đây nè mọi người. Sáng gỡ 3 cái là như này. Mình gỡ 2-3 kg vậy. Còn là cá sặc nhiều không. Mấy con cua này. Cua nó bò ra không. Con cua nữa, cua đồng chính hiệu nè, đó. Sáng là mình đi dở buổi sáng được như này nè. Mà cái cốc để néo hết. Cá này kho khô tiêu á mọi người, hay là chiên giòn á, ăn với nước mắm chua rồi ha, có rau sống nữa, ngon hết chỗ chê luôn á. Cái video mà thăm lầu của mình đến đây xin tạm dừng nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi nha, nhớ đăng ký kênh Một Góc Miền Tây của mình để theo dõi những video mới hay gì hấp dẫn hơn nha mọi người. Xin chào mọi người nha.